sao con người vô tâm thế? Tại sao họ lại đối xử với thằng bé như vậy? Nhìn nó làm mình nhớ lại hồi còn nhỏ. Cháu qua mượn bác một ít tiền mà cháu mấy ngày đi mấy ngày nay rồi chúng cháu không có đồ ăn gì cả. Khi nào mẹ cháu về sẽ trả lại cho bác. Mai rồi tính. Thưa bác, bác nói gì vậy? Tao nói là để ngày mai rồi tính. Khi nào mẹ tụi bạn chưa về thì tao tính. Mẹ tao đã bảo mai rồi, mày điếc hay ngu vậy hả? Con kêu mình về. Hoa Lan kìa. Vô đây. Có sổ nợ chị Hồng kìa. Thôi, mấy em lấy đại đi. Mỗi đứa lấy một củ. Em xin cho chị Hồng cho. Cho lấy cho anh nha. Nhìn phòng em. Mẹ ơi, tụi nó ăn cắp khoai của con. Trời ơi, chị Hồng ơi. Cái mượn mà, chứ đâu có ăn cắp. Em đã ghi giấy với chị rồi. Đi ra với tao ngay. Đi mày. Đi ở đây. Mày gì? Mày hả? Hả? Chị im đi, chị bên xe đó hả? Mẹ cứ để con, để con cho nó bài học. Mày nghe không? Kiên ơi, anh có sao không? Kiên. Có đứa nào lại coi coi nó chết chưa vậy? Để con. Tính chết mày rồi, sao mày đánh nó nặng tay quá vậy? Cái thằng Mỹ Lai ngu gốc, đánh giờ tiểu khoai lang cũng mới đặt chiếc lắp. Coi như tao bố thí cho mày hai củ khoai. Dạ, cảm ơn chị. Chị My. Ôi, chị My. Đừng nhận. Không, chị không. Em không nhận đâu. Sao, anh không sao hết. Chờ anh vài phút rồi mình sẽ đi khỏi nơi đây. Nếu rời khỏi đây thì mình sẽ đi đâu? Mình sẽ đi tới nhà chị Loan. Anh có chắc là anh còn đi bộ được không? Được, hết cách rồi. Cho chết ta cũng không chết ở đây. Chờ anh vài phút rồi mình đi khỏi nơi đây. Em giữ bé Tì đi. Mình đi thôi. Kiên, anh có biết đường tới nhà chị Loan không vậy? Dĩ nhiên rồi. Mình ra tới quốc lộ 1, thẳng miết tới chợ là tới nhà chị Loan. Ủa, có phải nhà cũ của mình không? Bây giờ là nhà của người ta rồi. Mày đừng nói như thế trước mặt chị ấy, cái chị buồn. Nhà nó còn bao xa nữa vậy? Tao không biết, chắc chừng 5-6 cây số nữa. Mệt lắm rồi á, đi không nổi nữa đâu, khát nước nữa. Em khát nước. Cứ đi đi, khi nào mình tới nơi mình sẽ uống, mình không thể ngừng bây giờ được. Khát nước mà.
lai là gì vậy ba? Tỉ lai là mấy đứa phải giống từ chế độ cũ con à. Rồi nếu mình không trả xe nó ra thì mình có thể coi là kẻ thù của nhân dân. Tội nghiệp chúng nó quá. Tội nghiệp cái gì? Rồi gia đình nó ăn ăn tiền của người dân. Bây giờ bị quả báo là phải. Thôi đi thôi con. Dạ. Mày có căm mồm hay không? Tao đâu có mắc nợ gì mà mày báo tao. Còn mày không chết hả? Còn mày không thế hả? Mày không chết hả? Để tao giúp mày một tay. Mình tới nhà chị Loan rồi. Chị Loan ơi, chị Loan, mở cửa cho em đi chị Loan ơi. Chị Loan ơi. Sao chúng em tới được đây? Tại sao chúng mày lại tới đây? Con không biết, con nít mà đi lang thang nó có chuyện gì xảy ra rồi. Vào nhà ngay, tôi còn nói chuyện với bà. Mấy đứa còn nhớ cửa đằng sau không? Chờ chị một xíu nha. Chờ chị. Mình đi thôi mấy em. Chị Phan không? Sắp có đồ ăn rồi. Ủa thiệt không? Thiệt, chị sắp có đồ ăn không? Thiệt, thiệt. Chị có sắp có đồ ăn không? Thiệt. Chuyện gì đã xảy ra với các em? Mẹ đâu? Bà ấy ổn chứ? Mẹ tụi em không thấy về. Không biết chuyện gì xảy ra với mẹ nữa. Các em tới không? Vô nhà em đi. Em đói lắm rồi. Vô nhà với chị. Dạ. Mấy em vô. Vô. Vào đây. Dạ. Chắc các em đã đói lắm rồi. Để chị kiếm gì cho các em ăn nha. Dạ. Ngồi đi. Dạ. Mấy em ngồi đi. Mấy đứa ổn không? Mẹ sao rồi? Mẹ tụi em mấy ngày nay không thấy về. Không biết chuyện gì xảy ra với mẹ nữa. Jimmy, em vẫn khỏe chứ? Dạ em khỏe. Loan, con đi với tôi cần nói chuyện với bà. Còn tụi mày ngồi đây, cám nhúc nhích. Mấy đứa chờ chị xíu. Dạ. Em còn nhớ chị muốn nói gì với các em không? Dạ, em vẫn nhớ. Chị rất muốn em có đây nhưng không thể. Vì đây không phải là nhà của chị mà chị cũng không có quyền gì. Chị nói thế nghĩa là sao? Em có nhớ những lá thư chị gửi cho em không? Thư gì chị? Có bao giờ em nhận được nó không? Dạ không, em đâu có nhận đâu chị. Chính ông Trần đã bỏ đi hết tất cả mà không cho chị em mình liên lạc với nhau. Vậy sao chị? Ngày nào mà chị còn sống trong gia đình này là chị không được phép giúp các em. Chị nói thế nghĩa là sao? Thôi em hiểu rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị giúp như vậy là tốt lắm rồi. Vậy chị dắt em ra cửa. Lên đây. Đi thôi.
Tạm biệt các em. Tạm biệt chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chắc thằng bé đó lắm rồi. Thôi, mình phải giúp nó vậy. Mình sẽ mua cái khác. You look very hungry. Okay. Sự đời cũng chỉ vậy thôi. Ngày mai ai biết rồi sẽ ra sao. Từ nay mặc kệ trời cao, để tâm buông thả tan vào hư vô. Tôi, Kiên Nguyễn, là tác giả của cuốn truyện Phân Thuận Dư Thừa, là một cuốn nhật ký của riêng tôi và hồi ức và kỷ niệm mà tôi đã trải qua khi còn ở Việt Nam. Lý do đầu tiên khiến cho tôi viết cuốn này là do hoàn toàn về chính tôi. Tôi chỉ muốn trị vết thương lòng của tôi mà thôi. Lý do thứ hai, tôi viết với niềm hy vọng rằng những đứa trẻ con lai giống như tôi sẽ được xót thương và nỗi niềm bị chôn vùi của họ sẽ được hé mở. Đời cho ta hương vị ngọt ngào, nhưng cũng cho ta thấy những vị đắng cay chua chát. Chỉ mong không đứa trẻ nào có số phận như mình.